Tiểu sử Trần Lực, tài tử nổi tiếng thập niên 1990 và đời sóng gió qua ba cuộc hôn nhân. Trần Lực sinh năm 1963 tại Hà Nội, là một diễn viên và đạo diễn điện ảnh Việt Nam. Anh đã được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của nhà nước Việt Nam. Trần Lực sinh tại Hà Nội, quê ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Anh sinh ra trong một gia đình có nhiều người nổi tiếng, thành công trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Ông nội anh là nhà văn Trần Tiêu, em trai của nhà văn Khái Hưng. Còn cha anh là nghệ sĩ nhân dân Trần Bàng, mẹ anh là một nghệ sĩ chèo. Diễn viên Trần Lực từng học điện ảnh tại Bulgaria. Sau khi về nước, anh trở thành giám đốc hãng phim Đông A từ năm 2002. Trần Lực và sự nghiệp sân khấu điện ảnh. Diễn viên Trần Lực nổi tiếng từ rất sớm. Anh đã có những chuyện tình ly kỳ, sướt mướt trên sân khấu với các người đẹp có tên tuổi như Lê Khanh, Triều Xuân, Thu Hà. Trần Lực cũng chia sẻ thêm rằng anh từng làm diễn viên trong đoàn Tổng cục Hậu cần, nhưng đa phần là vai quần chúng. Vào năm 1983, anh tham gia học lớp đạo diễn sân khấu và tu nghiệp 7 năm ở Bulgaria. Nhưng sau khi về nước, diễn viên Trần Lực lại chuyển sang điện ảnh và trở thành nam diễn viên nổi tiếng, ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả truyền hình qua các vai diễn trong phim Chuyện tình bên dòng sông, Hoa ban đỏ, Anh chỉ có mình em, Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông. Chưa dừng lại ở vai trò diễn viên, Trần Lực còn mở một hãng phim tư nhân lấy tên là Đông A và trở thành đạo diễn tài hoa, mang lại thành công cho hàng loạt bộ phim như Chuyện nhà Mộc, Cocktail cho tình yêu, TV về làng, Tết này ai đến sông nhà, Đầu bếp và Đại gia. Vào năm 2017, Trần Lực lại quay về với sân khấu. Anh thành lập nên Lắc Tim, một đoàn kịch tư nhân đầu tiên ở phía Bắc và mang về cho mình những giải thưởng bất ngờ. Vở Quẫn của Lắc Tim giành được huy chương bạc, còn Trần Lực được nhận giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan sân khấu thủ đô. Tiếp nối sau đó, Trần Lực và vở Bạch Đàn Liễu cũng đã giành giải vàng ở hạng mục đạo diễn và tác phẩm tại Liên hoan sân khấu thủ đô 2020. Trần Lực và ước mơ vào vai Trịnh Công Sơn hóa thành sự thật. Diễn viên Trần Lực từng được đánh giá cao khi hóa thân thành công vào vai lãnh đạo Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông năm 2003. Vắng bóng trên màn ảnh đã lâu, nay khán giả lại được tin Trần Lực sẽ vào vai Trịnh Công Sơn trong tác phẩm Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Để có thể hóa thân thành công vai diễn này, diễn viên phải có diễn xuất tốt, nói được giọng Huế, biết đàn và hát, đạo diễn Nhật Linh chia sẻ. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng xét về ngoại hình và giọng nói của diễn viên Trần Lực thì lại không phù hợp với vai Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, Trần Lực không chỉ xuất thân từ một gia đình dòng dõi về nghệ thuật, anh còn giỏi diễn xuất, chơi được các loại nhạc cụ và có giọng hát rất hay. Anh cũng từng mơ ước được hóa thân vào vai Trịnh Công Sơn. Nay có cơ hội, Trần Lực quyết định một tháng thử thách để hóa thân vào nhân vật. Anh đã phải học nói giọng Huế, học cả tiếng Pháp và nghiên cứu từ thần thái cho đến cách đi, cách nói. Từng chi tiết một của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thậm chí anh còn nuôi tóc dài, ép mình vào chế độ ăn kiêng, giảm hẳn 10 cân, sao cho giống với nhân vật. Đến độ khi Trần Lực cất tiếng hát, nhạc sĩ Đức Chí, người từng làm việc rất nhiều với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đã bất ngờ thốt lên rằng: "Cứ như thấy chú Sơn trước mặt." Điều này cho thấy diễn viên Trần Lực đã nỗ lực và thành công đến nhường nào. Với Trần Lực, mỗi cuộc hôn nhân lại gắn liền với một giai đoạn cuộc đời và nghệ thuật mà anh không bao giờ quên. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, người vui, người buồn. Còn với nghệ sĩ ưu tú Trần Lực, đó lại là một chặng đường mà anh rất hài lòng với những gì được hưởng.
không phải là mọi thứ đều đẹp, nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn cho rằng cuộc đời rất ưu ái Trần Lực. Bulgari, nơi ghi dấu tuổi trẻ và kỷ niệm đẹp về cuộc hôn nhân đầu tiên. Điều ưu ái thứ nhất là anh được sinh ra trong một gia đình đầy lời ca tiếng hát. Những năm 1960, chẳng nhà nào khác nhà nào, nhưng có một thứ tinh thần mà gia đình làm nghệ thuật sướng hơn, đó là bầu không khí vui vẻ, ấm cúng. Lớn hơn một chút, anh đi học phổ thông, rồi vào đoàn văn công Tổng cục Hậu cần hoạt động trong 3 năm. Thời đó tôi ở đoàn kịch, nhưng đâu được đóng kịch, đi khắp nơi biểu diễn phục vụ chiến sĩ, chỉ đàn hát các ca khúc chính trị. Sau đó tôi thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khóa 1 và được đi Bulgari du học. Anh kể, ở Việt Nam ngày đó nghèo đến mức nhà nào có con gà để ăn cũng không dám chặt to vì sợ hàng xóm biết được lại ghen tị. Còn ở chân trời mới cái gì cũng rẻ, thịt tha đầy rẫy. Lần đầu khi mới sang du học, anh với bạn mỗi người mua một con gà để luộc ăn một trận nhớ đời, tới 4-5 tháng sau mới lại dám động vào thịt gà. Sang tới nơi, khí hậu, cuộc sống thoải mái khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở thiên đường. Có thể nói quãng đời thanh niên của tôi đã dành trọn tại đất nước này từ khi mới 21 tuổi cho tới năm tôi trở lại đã bước sang tuổi 29. Suốt thời gian đó, tôi chưa một lần xin nghỉ phép về Việt Nam. Tuổi trẻ ham chơi nên mỗi lần nghỉ lễ, hội sinh viên đi du lịch các nước châu Âu, nam diễn viên kể. Cũng từ những chuyến đi đó mà anh có một gia đình nhỏ với người vợ đầu tiên tại Bulgari và có cậu con trai Trần Hoàng. Anh kể, ngày đó chúng tôi cưới nhau rất hồn nhiên, cả hai vợ chồng đều là sinh viên tự làm đám cưới, không có ông bà, bố mẹ hay họ hàng thân thiết chứng kiến, chỉ có bạn bè đến chung vui rồi nhảy múa tưng bừng. Hai vợ chồng trẻ mới 26 tuổi, chưa có kinh nghiệm, còn phải mua sách về học cách chăm sóc, mỗi lần làm gì lại phải dở từng trang. Những biến đổi về thời thế khiến chủ nghĩa xã hội Đông Âu sụp đổ, để quyết định trở về, Trần Lực trằn trọc mấy đêm không ngủ. Lúc ấy, nếu tiếp tục sang các nước Đông Âu, anh sẽ gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ, nên nếu muốn làm nghệ thuật thì trở về Việt Nam là con đường duy nhất. Hai bố con cắp nhau lên máy bay về nước, còn vợ anh ở lại học tiếp và chấp nhận chia tay. Nói về cuộc hôn nhân đầu tiên, anh chia sẻ, thời đó chúng tôi vẫn còn là sinh viên, lấy nhau như một tình yêu đẹp của những người trẻ sống tự do, xa nhà. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao chúng tôi chia tay, chỉ biết rằng sau khi cưới, cả hai không còn muốn ở bên nhau nữa. Có lẽ chúng tôi còn quá trẻ và đều chưa sẵn sàng với cuộc sống gia đình, chứ chẳng có lý do hay xung đột nào khác. Khi cô ấy đã trở về Việt Nam, lâu lâu con trai cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống của mẹ. Chúng tôi giờ mỗi người đã có gia đình riêng và đều hạnh phúc với cuộc sống của mình. Hôn nhân giang dở, nhưng đây vẫn là những kỷ niệm đẹp khó quên của tuổi trẻ. Vỡ mộng khi trở về Việt Nam, gà trống nuôi con. Kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Trần Lực đưa cậu con trai nhỏ về Việt Nam. Nhưng ngay khi trở về quê hương, anh đã bị vỡ mộng khi thấy cuộc sống không như những gì mình tưởng tượng. Thời kỳ mới chuyển sang kinh tế thị trường, đường phố xe cộ nhớn nhác, người dân vội vàng làm ăn, khiến nam diễn viên không khỏi ngỡ ngàng. Trước khi về, Trần Lực có ý định làm sân khấu để áp dụng những gì mình đã học. Khi trở về, nhìn vào thị trường hỗn loạn, khao khát làm nghệ thuật đang hừng hực của chàng trai trẻ như bị dập tắt. Lúc đó, anh chẳng hiểu biết chút gì về xã hội, nên làm nghệ thuật là điều không tưởng. Giữa lúc đang loay hoay, tưởng chừng như phải ôm con trở về trời Âu, anh may mắn được đạo diễn Đức Hoàn giao cho vai chính trong bộ phim Chuyện tình bên dòng sông. Trần Lực kể lại cơ duyên đến với bộ phim. Trước khi đi du học, tôi từng tham gia một phim của cô, nên ngay khi nghe tin tôi về, cô có gọi tôi tới casting. Tôi vẫn nhớ buổi hôm đó đến tham gia thử vai gồm toàn những diễn viên sau này trở thành thế hệ gạo cội của điện ảnh Việt Nam như Bùi Bài Bình, Thu Quế, Mạnh Cường, Lê Khanh. Có thể nói, đây chính là cơ hội hiếm có
để anh trải nghiệm cuộc sống và sự thay đổi của con người Việt Nam khi đất nước mở cửa với nhiều thay đổi vào năm 1991. Nam diễn viên rất biết ơn chuyến đi đã làm thay đổi suy nghĩ của mình. Ngày đó, bộ phim quay tại Quảng Bình bên cạnh con sông Danh đã cho tôi một cái nhìn khác về cuộc đời khi rời những hối hả bon chen của thủ đô về với sự trong sáng ngây thơ của người dân trong thị trấn nhỏ mới biết đến kinh tế thị trường. Có lẽ cuộc đời đã mỉm cười ưu ái tôi khi không ít người thuộc thế hệ tôi đã chuyển sang làm nghề khác, không trụ lại được với nghệ thuật. Còn tôi lại may mắn khi được tham gia nhiều bộ phim. Một may mắn nữa của anh là luôn có gia đình ở bên cạnh, giúp chăm sóc cậu con trai. Bố mẹ Trần Lực là người làm nghệ thuật nên rất thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi anh phải đi đóng phim xa nhà. Thời gian ấy, tôi đi biền biệt tới mức mỗi lần trở về lại thấy con lớn hơn một chút. Tôi nhớ mãi một lần cậu con trai bi bô với bà, xưng mẹ con. Lúc ấy tôi mới thấy bố mẹ thực sự đã giúp đỡ tôi vượt qua cảnh gà trống nuôi con. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã không theo được với nghề. Cú sốc sau cuộc hôn nhân thứ hai cùng biên tập viên Kiều Trinh. Cuộc sống của người nghệ sĩ cứ thế suôn sẻ với những thành công trong sự nghiệp, cho tới khi gặp biến cố trong cuộc đời với cuộc hôn nhân thứ hai cùng biên tập viên truyền hình Kiều Trinh. Anh không muốn nhắc lại những điều đã qua, nhưng vẫn luôn tâm niệm một điều, cuộc sống có lúc buồn, lúc vui. Những năm tháng du học sinh sống một mình đã tôi luyện Trần Lực thành một con người mạnh mẽ, sẵn sàng chào đón hạnh phúc cũng như bất hạnh. Đằng sau cuộc chia tay này, có nhiều điều người ta đơm đặt khiến khán giả hiểu lầm. Tuy nhiên, anh vẫn chấp nhận những điều đó và không muốn trình bày nhiều và vượt qua những thị phi bằng cách sống thật tốt. Cho tới giờ, khi nhìn lại, tôi nghĩ có những điều thực sự là số, nên dù cố gắng cũng chẳng được, nhưng tôi chấp nhận và luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Chẳng ai mong muốn phải chia tay và cảm thấy sung sướng vì điều đó. Trần Lực trải lòng về cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ. Trang mới trong cuộc đời với người vợ thứ ba và đam mê sân khấu trỗi dậy. Sau khoảng thời gian tĩnh lại để vượt qua cú sốc từ cuộc hôn nhân thứ hai, anh tiếp tục bước qua một trang mới khi đến với người vợ thứ ba, chị Mỹ Trang, và có một gia đình mới với ba đứa con. Anh chia sẻ, từ khi có con, tôi muốn dành hết thời gian cho gia đình, quanh quẩn bên tụi nhỏ, ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày. Đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng mang lại cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc. Với người vợ hiện tại, Trần Lực vẫn thường nói vui với bọn trẻ là cô Thủy vì ghê gớm giống phù thủy. Nhưng thực ra trong gia đình luôn cần có một người cứng rắn, nghiêm khắc. Mọi gia đình khác thì người đó thường là ông bố, nhưng ở nhà anh mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Vợ là người cứng rắn, còn anh là người thoải mái, xuề xòa. Ngoài cách dạy con, ở nhà anh và vợ còn có một nguyên tắc đặc biệt, tránh hai vợ chồng làm cùng một nơi và cùng một việc. Tốt hơn hết, việc ai nấy làm. Mọi người cứ nghĩ là tôi và vợ làm chung, nhưng từ trước đến giờ, tôi và cô ấy luôn độc lập, không dính dáng gì tới nhau. Có lẽ đó là điều giúp gia đình tôi luôn hạnh phúc. Vị đạo diễn bật mí, bí quyết của hạnh phúc. Tiểu sử biên tập viên Kiều Trinh, con đường sự nghiệp của nữ biên tập viên đa tài. Sơ lược tiểu sử biên tập viên Kiều Trinh. Cô có tên khai sinh là Vũ Kiều Trinh, sinh năm 1975. Hiện là phóng viên văn hóa Ban Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô còn là con gái của nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Sau khi nhiều scandal tai tiếng của cô lộ ra, thì mọi người cũng nghi ngờ rằng liệu nghề nghiệp mà cô đang có phải là nhờ bố cô mang lại cho cô hay không? Kiều Trinh hiện đang giữ chức trưởng phòng văn hóa, thể thao, du lịch của Ban Thời sự VTV1. Ông Vũ Văn Hiến, bố của Kiều Trinh, sinh năm 1947, nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9, khóa 10,
Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11 thuộc đoàn đại biểu Cần Thơ. Ông Hiến nguyên là trưởng ban thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc của Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 9 tháng 4 năm 2001, ông Vũ Văn Hiến được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 22 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định số 407 QĐ-TTg về việc ông Vũ Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 5 năm 2011. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 408 bổ nhiệm ông Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, người đã trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 1 tháng 5 năm 2011. Đời tư. Mọi người biết đến Kiều Trinh khi cô là một biên tập viên tài giỏi và là vợ thứ hai của nghệ sĩ ưu tú Trần Lực. Thời điểm Trần Lực nói rằng sẽ kết hôn với cô thì mọi người đã vô cùng bất ngờ và cảm thấy rằng hai người khá đẹp đôi, trai tài, gái sắc. Tuy nhiên, điều đáng tiếc vẫn xảy ra và chuyện tình của họ chỉ kéo dài 3 năm sau đó chia tay. Mọi người nói rằng vì Trần Lực là người gia trưởng và khắt khe với gia đình, trong khi ở ngoài thì rất lịch thiệp. Hơn nữa, Kiều Trinh cũng vướng phải một scandal khi cô ra nước ngoài công tác. Vì vậy, đây có lẽ thật sự là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của hai người. Có người còn đồn rằng trước khi hai người ra tòa làm thủ tục ly hôn thì anh chồng đã bạo lực đón vợ ở sân bay bằng một cái tát nảy lửa. Con đường sự nghiệp. Kiều Trinh đã nối nghiệp của cha khi cô nàng quyết định sẽ làm việc ở VTV sau khi học xong. Cô đã nắm giữ một vị trí khá quan trọng trong đài. Năm 2001, cô được đài tin tưởng giao nhiệm vụ sang Thụy Điển 3 ngày để làm việc và mang lại nhiều cống hiến cho đài. Năm 2006, cô tiếp tục sang nước ngoài làm việc để có thể nắm bắt được tình hình kinh tế của nước Anh. Năm 2009, cô được đề bạt làm trưởng phòng văn hóa dân tộc và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiều Trinh luôn đảm nhận những chương trình quan trọng của đài truyền hình. Những vụ scandal lùm xùm của biên tập viên Kiều Trinh. Cô bị cảnh sát thành phố Kaima, nơi cô công tác, bắt vì tội ăn cắp đồ trong siêu thị vào ngày 11 tháng 2 năm 2001. Mặc dù Kiều Trinh đã từ chối hết sức bài bản, tuy nhiên, thời điểm xem lại băng ghi hình của cô thì không thể nào phủ nhận tội của mình. Cô đã ăn cắp một đồ vật mỹ phẩm có trị giá tới 400 đô la Mỹ. Mặc dù số tiền này không phải là quá lớn, tuy nhiên, theo luật của quốc gia này thì cô có thể bị ngồi tù. Bởi vì Kiều Trinh cũng là con của một nhân vật có tiếng trong đài truyền hình, nên bên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển đã vào cuộc và cô chỉ bị giam một tuần, sau đó được thả khi có giấy xác nhận của Bệnh viện Tâm thần rằng cô bị bệnh trước đó. Ngày 18 tháng 2 năm 2001, cô bị trục xuất về nước và hai cha con cô vẫn tiếp tục làm việc tại đài truyền hình, dường như vụ việc chưa từng xảy ra. Thời điểm Kiều Trinh sang Anh công tác thì cũng bị người dân ở đó nói rằng cô đã ăn cắp một chiếc máy ảnh trong shop. Vụ việc này nhanh chóng được dàn xếp vì có sự can thiệp của đại sứ quán và giấy xác nhận bệnh của cô trước đó. Con người trong đời luôn có những lúc mắc phải sai lầm, thiếu sót, chỉ là nó là sai lầm lớn hay nhỏ thôi. Qua những sai lầm mà ta mắc phải thì ta phải nhìn nhận lại bản thân mình, kiểm điểm bản thân để trở nên tốt hơn, chứ không phải sa ngã sâu hơn vào trong sai lầm. Thiết nghĩ những gì mà biên tập viên Kiều Trinh đang phải trải qua cũng giống như vậy. Thông qua những gì mà chúng ta đã biết thì chắc hẳn mọi người đã có thêm nhiều cái nhìn hơn về cô nàng biên tập viên xinh đẹp này. Trong cuộc đời của cô cũng có khá nhiều scandal và chúng không mấy tốt đẹp. Nhưng những cống hiến mà cô đã làm ở Đài Truyền hình Việt Nam đem đến cho mọi người những bản tin chất lượng nhất. Cống hiến từ khi cô còn trẻ cho đến hiện tại, chúng ta có lẽ cũng nên thông cảm cho những lỗi lầm nhất thời của cô để có thể đứng lên làm lại từ đầu, phấn đấu hơn trong cương vị mà cô đang đảm nhận. Tính đến thời điểm hiện tại,
Kiều Trinh vẫn đang miệt mài cống hiến cho ngành truyền hình nước nhà. Người ta ví mật độ xuất hiện của Kiều Trinh trên VTV dày đặc đã quá quen thuộc trong giới hâm mộ